Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn mô hình nuôi gà vịt ngan ngỗng đơn lẻ, cực kỳ đơn giản mà cực kỳ hiệu quả, với thức ăn rất rẻ mà chất lượng thịt, chất lượng trứng cực kỳ cao. Mình tận dụng những thân cây chuối sắp ra vứt cho gà, cho vịt ăn, ốc bươu vàng đi nhặt về luộc cho chín xong đập dập cho gà vịt ăn, lúa ngâm cho lên men xong đấy luộc rồi vứt ra cho gà vịt ăn. Cũng một thức ăn như thế nhưng mà biết cách nuôi gà vịt ăn rất nhanh lớn và tận dụng được những thức ăn dư thừa, là mình đầu tư thức ăn ít nhưng đầu ra thu nhập rất là cao. Qua video này các bạn thấy người thật việc thật, chất lượng trứng thịt của gà vịt rất cao. Các bạn có thể đặt mua qua anh Hòe, số nhà 300 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, thành phố Huế. Cực kỳ đơn giản mà hiệu quả. Anh này nuôi kết hợp giữa gà, vịt sim và ngỗng, mọi thứ một ít. Tận dụng các thức ăn là như chuối, ốc bươu vàng, anh đi nhặt về đập cho gà, cho vịt sim ăn. Còn ngỗng là ăn lúa, ăn chuối. Mấy các bạn thấy đang ăn lúa. Còn chuối là chỉ sắt không, là gà vịt ăn no, ngỗng ăn no. Đây là lứa gà ngoài vườn, còn một lứa gà trong chuồng nữa. Trứng thịt ở đây là chất lượng rất là cao. Anh ấy bán gà, anh ấy bán một cân hơi 110.000. Cân xong anh ấy làm luôn mang về cho khách. Ngỗng là bán trứng là một quả trứng 30.000. Ở trong đây kinh tế cao nhất là con ngỗng này. Đấy. Một năm là để 6-70 quả trứng, một quả trứng 30.000. Trừ chi phí xong rồi một con ngỗng cũng lời được 1-2 triệu một con ngỗng. Gà vịt cũng được vài triệu. Đấy, anh đang đi nhặt trứng. Trên là làm dàn cánh dây cho gà vịt ở ngỗng mát. Đang nhặt trứng anh. Ôi. Dạ, một ngày cũng mấy chục quả trứng gà và trứng vịt nhỉ. Đây là vào chuồng nhà anh này. Chuồng gà để trứng này, trứng để dưới đất này. Đấy, trên ổ nào cũng 4-5 quả trứng. Đấy. Ổ nào 4-5 quả trứng. Đấy. Đây là khu vực gà để trứng. Nhiều trứng gà, trứng vịt. Một ngày là gà nhà anh để trứng khoảng 30-40 quả trứng. Hiện tại bây giờ anh nuôi hơn 50 gà mái đẻ và khoảng độ 200 gà thịt, cũng nuôi được 3 tháng. Gà thịt là 3 tháng cũng mới được 5-6 lạng thôi, vì gà ta nên nuôi lâu lớn, nhưng mà chất lượng thịt chắc. Đây các bạn thấy ổ nào của trứng. Để cả dưới đất luôn. Đây là lứa gà anh đang nuôi cũng được 3 tháng rồi, đang nuôi trong chuồng, vẫn thả tự do ra ngoài. Nhưng hôm nay trời mưa nên là nó đang trong đây, nó sưởi ấm. Đấy. Gà toàn gà ta ngon cực kỳ. Gà mới có là 5-6 lạng mà màu đỏ rực. Gà ta chất lượng thịt là tuyệt vời luôn. Đấy, gà ngon lắm. Đấy, mô hình nuôi đơn lẻ của anh là cực kỳ, anh này siêng lắm. Đây lứa gà trong chuồng này. Đấy. Gà đẹp chưa? À, chanh dây đang chín thôi.
Tí nữa cho mấy cỏ, một hai cỏ đó. Cái dây này chắc ngon nha. Quả thơm lắm. Thơm lưng lắm. Thơm. Anh này là được bầu công dân xuất sắc của xóm đấy. Đây bên đây là chuối. Chuối là gà ăn không này. Không cần phải chọn gì hết. Đấy, mô hình vườn chuồng. Rồi là anh đang sắp chuối cho vịt xin, cho gà ăn, ăn ốc, ăn rau. Nên chất lượng trứng là rất là ngon. Miếng ngâm nhá. À, miếng ngâm là cho nó ăn này, không phải ăn lúa trực tiếp. Ờ, ngỗng thì ăn chuối trộn cám. Ngỗng ăn chuối trộn cám, mà gà thấy ăn chuối trộn cám với chất xơ. Với ăn rau. Gà nó ăn cả chay cả mặn. Đấy, một ngày là gà nhanh đẻ trứng đấy. Đấy. Đẻ trứng đấy. Anh mới nhập vào. Nhà nuôi 50 gà mái đẻ. Với 200 gà mái gà côn đang lên. Đấy. Cái một ngày là đẻ trứng khoảng 20-30 quả trứng gà đấy. Và trứng vịt. Đấy, trứng gà anh mới lấy vào. Ngon tuyệt vời. Ai đăng ký mua thì mua nhé. Trứng gà là ăn toàn bằng rau với ốc, với lúa, chứ không có một cái thuốc tăng trọng hết. Nè, trứng gà đây. Mới nhập vào. Ba con ngỗng dễ thương chưa? Ăn giữa trời mưa. Đập thẳng vô lửa mà phải chứ. Đây là ốc ốc đã luộc đây. Ốc bươu vàng luộc này, đang còn bay hơi này. Bay hơi thơm phức này. Đấy, vừa cho gà ăn. Anh như là đập đang đập ốc cho gà. Với vịt xin mình ăn. Đấy. Ốc thơm nha. Ui, luộc cái ốc mùi thơm thế ngon. Nắm cái thời tiết cũng luộc ốc nhiều quá. Các bạn thấy gà đang đến ăn ốc này. Đúng là gà này là đáng đồng tiền. Đáng đồng tiền bắt gạo. Ăn một con gà ngậm mà nghe. Lấy búa đập. Ốc là luộc xong với cho gà ăn với tuyệt vời. Đấy. Các bác thấy là ốc này. Ốc luộc xong mới đập, đang còn bay hơi, các bạn thấy chưa? Đang bay hơi này. Đấy. Gà đến ăn này. Ba con ngỗng kia là ăn chuối với ăn lúa thôi, ăn chay. Nhưng mà năng suất là cao. Mấy con nhà Phật nhưng mà kinh tế cao. Một con thu nhập là trên 1 triệu một con. Gà vịt cứ thu nhập lai dài. Mùa Covid như thế này mà ở nhà mà chăm sóc gà vịt quá tuyệt vời nữa.
Đây là gà Vita này, bán 1 cân hơi là 110.000 này, chủ nhà sẽ làm cho khách mang đến tận nhà đấy sau khi cân xong. Nên các bạn nếu có mua cứ yên tâm. Đây là toàn nuôi là rau với lúa với ốc cho ăn nữa không hả? À, trái rớt mỗi nhà. Cái vỏ dây làm hắn thứ đó. Trên là chanh dây này, tuyệt vời luôn. Làm chanh dây. Mấy con ngỗng là giữ nhà được chứ anh hay nhờ. Ngỗng là giữ nhà tốt lắm, mỗi lần người lạ đến là nó kêu. Giữ nhà tuyệt vời. Rồi mỗi lần luộc nấy chứ mấy. Đấy, lúc nãy các bạn đang thấy gà ngồi vườn này cho ăn ốc, rồi đến lúc gà trong chuồng đang đập ốc cho nó ăn này. Đấy. Má một lời đi bắt liền mày con to to đi về đây. Ngóng nhục, nhậu biết. Những con lớn nhậu ngon chứ. Thơm luộc cái muốn thơm. Gà ăn từ đây nhé. Đấy, sờ gà đông chuồng đấy, đẹp chưa, đang sưởi ấm mùa mưa, rồi dưới luốt cháu nó sẽ ra ngoài đây nó ăn, ăn ốc đập thôi. Đấy, ừ, anh Huệ, anh đi làm buổi trưa tranh thủ anh về nhặt ốc nuôi vịt, sim, trứng cực to cực lớn, ngon. Đây các bạn thấy ốc này, ốc ở ruộng là mênh mông luôn. Đấy, ốc tiêu vàng mới nhặt có được xuống ruộng là 2-3 phút là được đấy. Đấy những cái ốc này, ốc về con cho vịt chim ăn quá tốt. Những con như thế này là những con lớn mà đẹp như này là bán ra nhà hàng nhậu, còn những con bé thì cho vịt. Đấy, một công đôi việc, ít nước loại nhà là giúp cho người dân đỡ bị ốc phá hoại, mà vịt gà lại có cái ăn vừa có thu nhập. Đây anh em mới bắt 15 phút được 2 nửa số ốc. Đấy, về nuôi vịt sim cực nhanh lớn. Những con ốc này là giống ốc bươu đen chưa. Đấy, về luộc xào chuối nhậu, còn những con bé cho vịt. Đấy, thỉnh thoảng là xào chuối nhậu thôi, còn ốc mênh mông. Đấy, trời mưa mà vẫn ra bắt sim cực kỳ. Ngày lái xe nhưng mà tranh thủ là buổi trưa về bắt ốc, nuôi vịt sim, nuôi ngỗng, nuôi gà, mô hình nuôi đơn lẻ đơn giản hiệu quả cực cao. Anh đã được thanh niên gương mẫu của xóm này, được bầu thanh niên gương mẫu xóm.